Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Mỗi ngày bác ngốn hết 55.000 ngày ăn của dân nghèo Theo nghị quyết số 70 năm 2022 thì ngân sách chi cho bảo vệ lăng và bảo vệ xác ướp của ông Hồ Chí Minh vào năm 2022 lên tới 286 tỷ đồng Tính ra mỗi ngày xác của bác Hồ ngốn hết 784 triệu đồng Một con số vô cùng lớn nếu biết rằng người dân Việt Nam đang rất thiếu thốn Rất nhiều trẻ em phải bỏ học vì quá nghèo phải đi bán vé số, phải đi ăn xin vật vã mới có miếng cơm bỏ vào miệng. Vào ngày 11 tháng 8 vừa qua, tờ báo Tuổi Trẻ có bài viết rằng công nhân trong bão giảm việc làm 100.000 đồng xài trong một tuần. Tính ra mỗi ngày, người công nhân chỉ có thể chi tiêu được có 14.000 đồng. Nếu so sánh với số tiền mà xác của ông Hồ Chí Minh phải tiêu tốn, thì tính ra ông Hồ mỗi ngày gặm mất 55.000 ngày tiền ăn của người công nhân đói khổ trong thời kỳ bão việc làm. Thời buổi khó khăn, người lao động chỉ có 100.000 đồng để mà chi tiêu trong một tuần. Trong bài hát Nhớ ơn bác, ông Phan Huỳnh Điểu viết rằng Ai yêu nhi đồng bằng bác Hồ Chí Minh, ai yêu bác Hồ Chí Minh bằng chúng em nhi đồng. Ai có bác Hồ đời em được ấm no, chúng em múa ca càng nhớ công ơn bác Hồ, vân vân. Đây là bài hát tuyên truyền giả dối đất nước này vì có bác hồ và đảng cộng sản nên mới nghèo đến như vậy ở vùng cao người dân không có tiền ăn phải cho con nghỉ học trẻ em nghèo ở việt nam bị trưng dụng đi bán vé số nhan nhản khắp nơi chứ chẳng có ấm no gì cả đấy là những gì mà ông hồ chí minh và đảng cộng sản đã đem lại cho đất nước nếu nhìn con số khổng lồ mà người dân hàng ngày phải đóng thuế cho cái xác ướp của ông hồ chí minh và cảnh cơ cực của người dân việt nam trong thời bão giá thì mới thấy hết sự thiếu thốn và cực kỳ khốn nạn của chế độ này. Họ tự xưng là đảng của giai cấp lao động nhưng họ đã làm gì cho giai cấp này? Thật bất hạnh cho phận người khi sinh ra đã phải chịu sự cai trị và bóc lột của đảng. Vào năm 1946, khi trả lời câu hỏi của các nhà báo về mong muốn của mình, ông Hồ Chí Minh đã nói Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao đất nước ta hoàn toàn độc lập dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Mỗi ngày, cái xác của ông Hồ Chí Minh muốn hết 55.000 ngày ăn của công nhân nghèo. Câu nói này được Đảng Cộng sản Việt Nam ghi thành khuôn vàng thước ngọc để mà tôn thờ, để mà ca tụng rằng, đấy là ước muốn cao cả, ước muốn mang tính thời đại. Nhưng hỡi ôi, nay đã 78 năm mà trẻ em nghèo Việt Nam vẫn cứ phải bỏ học, vì không có tiền. Nhiều em còn phải bỏ học để mà đi làm, đi bán vé số, phụ giúp cha mẹ. Thật là đứt ruột cho những mảnh đời nghèo khó ngay trong thế kỷ 21 này. Điều đáng xấu hổ hơn nữa là hiện nay ông Hồ Chí Minh chỉ còn là một cái xác chết, vậy mà mỗi ngày cũng gặm mất 55.000 ngày ăn của người công nhân cùng khổ. Truyền thông đã bóc phốt như thế thì chắc chắn sẽ chạm nọc chế độ, tuy nhiên với trách nhiệm mang đến sự thật cho người dân phải tìm hiểu mọi vấn đề rồi phân tích để mọi người nhìn rõ hơn. Hàng ngày người dân bị phủ bởi lớp sương mù giả dối, bị nhả ra bởi bộ máy tuyên truyền khổng lồ nên không phải ai cũng thấy được cái bản chất đạo đức giả của chế độ này. Họ lợi dụng người dân nghèo để mà đoạt quyền lực. Khi có quyền lực, họ lại vùi dập dân nghèo không thương tiếc. Nhưng khốn nạn hơn, họ lại ra giả rằng họ là đảng của giai cấp lao động. Ước vọng thời đại kiểu gì mà 78 năm làm không xong. Tại sao Việt Nam lại nghèo? Câu hỏi được đặt ra. Tại sao người dân Việt Nam lại khổ? Tại sao người Việt Nam lại không được nói? Và rất nhiều câu hỏi tại sao khác. Tuy nhiên, tất cả câu trả lời được quy về chung một mối, đó là Đảng Cộng sản. Đảng này chỉ nói vì dân nhưng xem dân làm chiến lợi phẩm là nguồn khai thác vô tận cho đảng. Mà một khi đảng đã có tư tưởng như thế thì 100 triệu người dân mãi mãi chỉ là nạn nhân, đáng thương mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Mỗi ngày xác bác hồ ngốn hết 55.000 ngày ăn của dân nghèo. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và ủng nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đảng của ông tập cho đập tan luận điệu xuyên tạc bằng cách đánh dưới thắt lưng tiếng nói tự dò. Vào ngày 23 tháng 8, Tờ báo An ninh Thủ đô có bài viết Đập tan luận điệu xuyên tạc sai trái leo lái dư luận về hai vụ án toàn tính gì khi tìm cách xuyên tạc các vụ án như chuyến bay giải cứu và việt á ngành công an của đảng cộng sản việt nam thường hay dùng từ đập tan để chỉ hành động chống lại tiếng nói tự do bài báo nhằm vào các tờ báo tiếng việt ở nước ngoài những tờ báo không chịu sự kiểm duyệt của đảng cộng sản và đảng cộng sản vẫn luôn dùng ngôn từ vô cùng sức láo với báo chí tự do như thế từ đập tan là một ngôn ngữ của kẻ côn đồ hung hăng chứ không phải ngôn ngữ của cơ quan chấp pháp trên mặt trận báo chí, 800 tờ báo của nhà nước không được sức để chống lại tiếng nói tự do từ bên ngoài. Bởi báo từ bên ngoài nói lên sự thật, trong khi báo trong nước chỉ biết nói dối trá và tô vẽ cho đảng. Đó là nguyên nhân khiến cho Đảng Cộng sản Việt Nam phải dùng áp lực để ép các mạng xã hội lớn phải ra tay bóp ngạch tiếng nói từ bên ngoài. Nếu Đảng Cộng sản có sự thật thì cần gì phải dùng những hạ sách như vậy để chống lại báo chí tự do tờ thời báo d cũng rất nhiều tờ báo tự do khác trên kênh truyền thông bị chính quyền của đảng cộng sản việt nam gây áp lực buộc facebook và youtube hạn chế tương tác họ luôn miệng nói rằng báo chí tự do là bôi nhọ là xuyên tạc nhưng họ không đủ bằng chứng và lập luận để phản bác lại những lập luận của báo chí ở nước ngoài họ sợ người dân đọc tờ thời báo d đọc tới đến hoa kỳ efa và rất nhiều tờ báo tự do khác nếu họ làm đúng làm tốt cho dân thì ai có thể bôi nhọ được họ người dân đủ tỉnh táo để nhận biết những tờ báo nào nói lên sự thật những tờ báo nào nói dối chỉ có kẻ nói dối mới sợ sự thật chứ sự thật chẳng bao giờ sợ ai cả vì thế chính hành động điên cuồng chống lại báo chí tự do đã tự tố ra bản chất sự bất chính của chính quyền cộng sản pháp luật thế này mà bảo là nghiêm minh hay sao tờ báo an ninh thủ đô cho rằng qua hai vụ án việt á và chuyến bay giải cứu đã thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật không biết luật pháp nghiêm minh ở đâu khi mà các bản án trong vụ án chuyến bay giải cứu đều có dấu hiệu của sự ngã giá phía sau. Không biết luật pháp nghiêm minh như thế nào mà thư ký nhận tiền hối lộ cho sếp nhưng sếp lại không hề hấn gì. Như trường hợp của ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế. Không biết luật pháp nghiêm minh chỗ nào mà ông Trung Ngọc Anh nhận tới 200.000 đô la từ Việt Á nhưng lại không bị truy tố tội nhận hối lộ. Ông Phạm Công Tạc cựu thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ nhận tới 1,1 tỷ đồng cũng không phạm tội nhận hối lộ. Luật pháp nghiêm minh mà nghiêm minh thế sao được? Không chỉ có vụ án Việt Á của vụ chuyến bay giải cứu mà còn qua rất nhiều vụ án khác đã chứng tỏ chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam buông thả cho công an và tòa án, viện kiểm sát tùy tiện làm luật, làm án. Vụ án tử tù Hồ Duy Hải đã cho người dân thấy rằng hệ thống pháp luật của Đảng Cộng sản Việt Nam kinh tởm như thế nào. Công an điều tra thì dùng vật chứng mua ngoài chợ đem về, nhưng tòa án vẫn chấp nhận và phán tội chết cho bị cáo. Rồi vụ án được đưa lên cấp hàm giám đốc thẩm, nhưng tòa vẫn xử y như vậy, vẫn chấp nhận vật chứng mua ngoài chợ để mà kết án tử hình oan công dân. Pháp luật thế này thì chẳng cần ai xuyên tạc hay bôi nhọ gì cả, bởi bản chất của nó đã nhọ như thế rồi. Đấy là những ví dụ điển hình còn vô số những vụ án oan và vụ án bất công khác. Ví dụ như một thanh niên bắt trộm một con vịt về ăn nhậu thì bị kết án tới 7 năm tù giam. Còn Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm thất thoát tới 15.000 tỷ đồng là tiền thuế của người dân Việt Nam đóng góp của nhân dân Việt Nam thì lại chỉ bị hưởng án treo. Những loại án như vậy nói lên bộ mặt của chế độ chứ không cần ai phải bôi nhọ họ cả. Sự thật sờ sờ ra đấy báo chí tự do trong đó có thể báo chấm đề chỉ làm công việc là đưa tin về sự thật cho người dân cùng biết. Ngoài chuyện chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam gây áp lực buộc YouTube và Facebook bóp nghẹt tiếng nói tự do, thì Đảng Cộng sản Việt Nam còn nuôi một lực lượng rất lớn phá hoại, đó là thành phần dư luận viên và lực lượng 47 chuyên đánh phá các trang báo tự do mà trong đó tờ thói chấm đê đã chịu rất nhiều sự tấn công. Đây là cách đánh dưới thắt lưng rất hèn hạ của chế độ. Tuy nhiên, họ sẽ không bao giờ đập tan được tiếng nói tự do. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Đảng của Tầm Tổng cho đập tan luận điệu xuyên tạc bằng cách đánh dưới thắt lưng tiếng nói tự do. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thể báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm đề.